chủ tịch hồ chí minh đã chọn vị tướng cho những trận đánh lớn của quân đội nhân dân việt nam dự báo về trận điện biên phủ chủ tịch hồ chí minh viết con rắn thực dân đã bị ta đánh gãy lưng song nó chưa bị đánh dập đầu còn đầu thì nó còn có thể cắn vì vậy ta cần phải cẩn thận hơn đề phòng hơn chuẩn bị hơn nữa để đánh cho dập đầu nó khi đó ta mới hoàn toàn thắng lợi chủ tịch hồ chí minh còn tiên lượng theo kế hoạch của giặc thì trận ấy phải là một trận khủng khiếp nhất kết quả trận ấy khủng khiếp thật nhưng khủng khiếp cho giặc chứ không phải khủng khiếp cho ta chuẩn bị cho trận khủng khiếp nhất người thấy phải chọn một danh tướng có mưu lực để người đó cùng các vị tướng lĩnh khác lãnh đạo toàn quân toàn dân ta đi đến thắng lợi cuối cùng giành độc lập cho dân tộc người đã sớm nhìn nhận và trao trọng trách cao cả đó cho đồng chí võ nguyên giáp tại buổi lễ phong hàm đại tướng cho đồng chí võ nguyên giáp trước bàn thờ tổ quốc và các thành viên chính phủ chủ tịch hồ chí minh nghẹn ngào lau nước mắt nói Việc phong tướng cho chú Giáp và các chú khác cũng là kết quả của bao nhiêu hy sinh, chiến đấu của đồng bào, đồng chí. Chúng ta phải cố gắng, phải quyết giành được độc lập, tự do cho thỏa lòng những người đã mất. Cố bộ trưởng Lê Văn Hiến nhớ lại trong buổi họp hội đồng chính phủ năm 1948, tin tưởng tài cầm quân và trí tuệ của Võ Nguyên Giáp, chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra câu đối dự báo, Giáp phải giải pháp, khẳng định niềm tin tấm lòng yêu mến của người khi giao trọng trách cho vị tướng trẻ tài danh liên tiếp thất bại, chính phủ Pháp quyết định điều viên tướng trẻ đầy tham vọng Navarri sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn trinh Pháp tại chiến trường Đông Dương. Sau khi thị sát và nghiên cứu tình hình, ngày 3 tháng 7 năm 1953, tướng Navarri trình bày kế hoạch tổng thể giành chiến thắng quân sự trước Hội đồng Tham mưu trưởng và Hội đồng Quốc phòng tối cao Pháp. Trong bản kế hoạch đó, chiến trường Tây Bắc và đặc biệt tên gọi Điện Biên Phủ chưa được đặt ra. Về phía ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết một buổi sáng đầu tháng 10 năm 1953, tôi từ cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh đi dự cuộc họp bàn về kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953 đến 1954 do Bộ Chính trị triệu tập. Tôi bắt đầu trình bày tình hình địch. Bác ngồi họp, thái độ bình thản, đôi mắt người chợt lộ vẻ chăm chú. Bàn tay bác đặt trên bàn, bỗng dơ lên và nắm lại. Người nói, địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh. Không sợ, ta buộc chúng phải phân tán binh lực thì sức mạnh đó không còn. Bàn tay bác mở ra, mỗi ngón tay trỏ về một hướng. Bác hỏi, dự kiến đưa quân lên Tây Bắc thì địch sẽ phản ứng ra sao? Chúng có thể tăng cường lực lượng giữ Tây Bắc. Bác nói khi kết thúc hội nghị, về hướng hoạt động lấy Tây Bắc là hướng chính, các hướng khác là phối hợp. Hướng chính hiện nay không thay đổi. Trung tuần tháng 11 năm 1953, theo kế hoạch, Đại đoàn 316 từ địa điểm trú quân tại Thanh Hóa tiến lên Tây Bắc, chuyển quân lên Tây Bắc, Bộ chỉ huy chiến dịch đã tạo thế trận có lợi, làm xoay chuyển tình hình trên chiến trường Đông Dương. Về phía quân đội Pháp, thư ký của tướng Navarri cho biết, cuộc họp ngày 16 tháng 11 năm 1953, tướng Navarri nêu rõ ý kiến. Bây giờ thì các ngài đều đã được nghe báo cáo rõ về tình hình miền Tây Bắc Việt Nam. Để chống lại kế hoạch của Việt Minh, tôi nghĩ cần phải chiếm đóng thung lũng lòng trảo Điện Biên Phủ. Xin các ngài cho biết ý kiến. Suốt cuộc họp, tướng Navarri im lặng nghe mọi người phát biểu. Trong cuộc họp, nhiều tướng lĩnh Pháp vân vân lo ngại và có ý kiến phản đối nhưng cuối cùng ông kết luận. Tôi quyết định nếu thời tiết thuận lợi thì kế hoạch Carter sẽ tiến hành vào ngày 20 tháng 11. Tướng Gillette chỉ huy cuộc hành quân hoàn toàn khác với chiến lược và từng bước đi tiến hành trong giai đoạn cách mạng tháng 8 năm 1945. Chính người, Chủ tịch Hồ Chí Minh, không trong cuộc họp quan trọng cuối cùng của Bộ Chính trị đã gợi mở phương hướng và quyết định thế trận, dẫn dụ quân pháp tiến đến trận huyết chiến lịch sử Điện Biên Phủ. Về vấn đề này, ngay từ năm 1946, khi buộc phải tiến hành chiến tranh, Hồ Chí Minh đã vạch rõ phải dụ quân địch vào sâu để trừ diệt chúng. Nhà báo người Australia, bất ép trong cuộc đời làm báo, luôn tìm đến những điểm nóng trên thế giới, ghi nhận sự kiện khi đến Việt Nam gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi diễn ra trận đánh điện biên phủ, đã có ấn tượng sâu sắc khi tiếp cận, phỏng vấn người. Ông viết, từ trong cánh rừng bước ra, gợi cầm tay, áo vắt vai, không phải ai khác mà chính là cụ Hồ Chí Minh truyền thuyết. Bác nói, đây là rừng núi, nơi có các lực lượng của chúng ta. Dưới kia là thung lũng Điện Biên Phủ, ở đó là người Pháp với những đội quân tinh nhuệ nhất. Họ sẽ không bao giờ ra được, tuy có thể mất một ít thời gian. Đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, gần chọn cuộc đời sống và làm việc bên Hồ Chí Minh đã kể lại một sự kiện đặc biệt khó quên và lý giải. Trước khi bắt đầu trận Điện Biên Phủ, tôi phải đi Geneva vơ dự cuộc họp hội nghị quốc tế về Việt Nam. Lúc ra đi, bác nói với tôi, mình có một món quà rất quý tặng chú. Đúng, món quà đó thật là vô giá ở chỗ chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra ngày 7 tháng 5 năm 1954 và hôm sau ngày 8 tháng 5 năm 1954, hội nghị Geneva khai mạc. Đây là ngẫu nhiên hay tất yếu? Trong lịch sử lắm khi ngẫu nhiên là tất yếu, và bác Hồ là người cực kỳ nhạy cảm với cái ngẫu nhiên là tất yếu và cái tất yếu là ngẫu nhiên này. Nhà báo U Bốc Sách, sau khi rời Việt Nam, liên đến dự hội nghị geneva vui mừng viết về sự kiện đặc biệt này người đồng chí thân thiết của ông phạm văn đồng ông võ nguyên giáp đã đưa lại cho ông một vũ khí hiệu nghiệm nhất mà không phải bất kỳ nhà thương lượng nào cũng có thể dám nghĩ đến để đánh dấu sự bắt đầu của một hội nghị như vậy điện biên phủ thắng lợi hoàn toàn một ngày trước khi hội nghị đó khai mạc nhờ thời điểm tuyệt diệu của ông giáp là người được chủ tịch hồ chí minh chọn mặt gửi vàng giao cho trọng trách ở thời điểm bắt đầu trận khủng khiếp nhất đại tướng võ nguyên giáp nhớ lại tôi lên khủi tát chào bác trước khi lên đường đi chiến dịch. Bác hỏi, chú đi xa như vậy, chỉ đạo các chiến trường có gì trở ngại không? Chỉ trở ngại là ở xa, khi có vấn đề quan trọng và cấp thiết, khó xin ý kiến của bác và bộ chính trị. Tổng tư lệnh ra mặt trận tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền. Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Tôi cảm thấy trách nhiệm lần này rất nặng. Tôi cảm thấy như cả tháng trôi qua. Mỗi ngày, tôi càng nhận thấy rõ là không thể đánh nhanh được. Lời bác dặn trước lúc lên đường và nghị quyết trung ương hồi đầu năm lại văng vẳng bên tai, chỉ được thắng không được bại, vì bại thì hết vốn. Đêm ngày 25 tháng 1 năm 1954, tôi không sao chập mắt, đầu đau nhức. Văn phòng thông báo cuộc họp đảng ủy mặt trận, tôi trình bày những suy nghĩ đã có từ lâu. Đánh chắc thắng. Trước khi tôi ra đi, bác trao nhiệm vụ, mặc dù trong buổi họp nhiều ý kiến chưa thông suốt với cách chuyển hướng chiến lược trận đánh, nhưng trước lời dạy của Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp quyết định. Tôi kết luận. Đánh chắc thắng, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Nay quyết định hoãn cuộc tiến công. Trong ngày hôm đó, tôi đã thực hiện được một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình. So sánh tương quan lực lượng, quân đội Pháp được trang bị vũ khí tối tân, luôn có máy bay, xe tăng và đặc biệt pháo binh Pháp là binh chủng hàng thế kỷ thiện chiến dạn dày kinh nghiệm. Họ khảo sát tính toán kỹ sơ đồ, địa hình từng khoảng đất vùng núi lòng trào điện biên phủ pháo binh pháp luôn thách thức quân đội việt nam và thường trực tác chiến với tinh thần chiến đấu cao nhất về phía ta đại tướng võ nguyên giáp chăn trở tính toán kỹ nhiều phương án mặc dù được các nước bạn giúp đỡ vũ khí đạn dược nhưng vẫn còn nhiều hạn chế không thể so sánh với xe tăng máy bay pháo binh của quân đội pháp thường xuyên tăng viện cho điện biên phủ những thuận lợi và khó khăn dần dần hiển hiện sự thành công và thất bại của chiến dịch tính mạng từng người lính chiến sĩ trên chiến trường, không thể mạo hiểm, dại dột dốc toàn lực lượng quân đội đánh nhanh, thắng nhanh, phơi lưng, lao vào làn đạn, hỏa lực trong thế trận pháo đài chiến lũy kiên cố được tính toán đến từng chi tiết của kẻ thù. Giờ phút hệ trọng đi đến quyết định khai chiến, võ nguyên giáp linh giác và tâm niệm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định và đại tướng sáng suốt đưa ra quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy. Nhìn lại lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, Chúng ta luôn phải chống lại các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù đông hơn gấp bội, ở vào địa thế đất không rộng, người không đông, các danh tướng lỗi lạc tài ba, các nhà tư tưởng chính trị của chúng ta đều không hề có tư tưởng quân sự đánh nhanh, thắng nhanh. Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của người tướng giỏi cầm quân trong trận đánh, quyết định xuất thần của Võ Nguyên Giáp không nằm ngoài tầm dự tính của người. Đánh giá quyết định sáng suốt của danh tướng chỉ huy Võ Nguyên Giáp, cố đại tướng Lê Trọng Tấn ca ngợi nếu không có quyết định chuyển phương châm ngày đó thì phần lớn chúng tôi sẽ không có mặt trong kháng chiến chống Mỹ. Cố tướng quân Vương Thừa Vũ nhận định, nghe phổ biến pháo binh của ta sẽ bắn 2.000 viên đạn pháo 105, với một tập đoàn cứ điểm rộng nhiều cây số vuông như Điện Biên Phủ có là bao. Nếu lần nó cứ đánh nhanh giải quyết nhanh thì cuộc kháng chiến có thể lùi lại 10 năm. Thủ tướng Pháp Lan Nien cay đắng thú nhận, kẻ địch với việc điều quân cơ động tài tình, đã buộc chúng ta phải giao chiến ở Điện Biên Phủ. Một cuộc giao tranh với tầm quan trọng như vậy, chính đối phương đã lựa chọn địa thế đó. Nhận định về cách đánh chắc tiến chắc cùng hoạch định thế trận mạng lưới giao thông hào, hầm ngầm dày đặc, tiến dần, từng bước thắt chặt bao vây các đồn, pháo đài chiến lũy, đột phá từng cụ cứ điểm đối phương của quân đội nhân dân Việt Nam. Tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương, tướng Paul Eliviet, đối phương áp dụng những phương pháp chiến đấu khá khôn ngoan. Họ ưa vận động tiến lên tiếp cận trong một mạng lưới hầm hào dày đặc chưa từng thấy bao giờ. Sau này, tổng thống Pháp De Gaulle đã nhận ra sai lầm, gửi lá thư ngày 8 tháng 2 năm 1966 đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời lẽ chân tình, hối hận, một sự hiểu biết nhau nhiều hơn giữa người Việt Nam và người Pháp khi chiến tranh thế giới kết thúc, có lẽ đã ngăn ngừa được những biến cố cay đắng đã tàn phá nước ngài. Tổng thống Mỹ Kennedy gián tiếp thừa nhận qua nghiên cứu, chúng ta thấy rằng cách mạng giải phóng dân tộc là một sự kiện cơ bản của thời đại chúng ta. Sức mạnh to lớn nhất trên thế giới đó là lòng khao khát vươn lên độc lập dân tộc. Ê dần hậu ơ đã phải chịu những hậu quả chính trị của Điện Biên Phủ và sự tống cổ những người phương Tây khỏi Việt Nam năm 1954. Chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam là một cống hiến to lớn cổ vũ và thức tỉnh nhân dân các nước thuộc địa, nửa thuộc địa vùng lên đấu tranh đòi độc lập, làm sụp đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân cũ. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo từ năm 1949, người viết, bạo lực của thực dân đã tan nát. Bốn năm sau, chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết về phi thực dân hóa trên toàn thế giới. Đây chính là phần đóng góp to lớn của cách mạng Việt Nam vào sự nghiệp hòa bình thế giới. Thế kỷ 20 được đánh giá là thời kỳ của phát minh khoa học, kỹ thuật phục vụ cuộc sống con người, nhưng cũng là thế kỷ đầy biến động bởi các cuộc chiến tranh, xung đột mang tính toàn cầu. Chiến tranh Việt Nam được tính đến như một sự kiện có tác động ảnh hưởng qua lại giữa các quốc gia. Nhà báo nổi tiếng người Mỹ Michael McLear viết đây là cuộc chiến tranh dài hơn tất cả mọi cuộc chiến tranh lớn trong thế kỷ cộng lại, một cuộc chiến tranh đẫm máu nhất so với bất cứ cuộc chiến tranh nào khác. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã giành thắng lợi lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu và người đã được các tổ chức quốc tế ca ngợi, suy tôn là danh nhân văn hóa anh hùng giải phóng dân tộc. Đồng thời danh tướng Võ Nguyên Giáp đã đi vào lịch sử bách chiến bách thắng của dân tộc Việt Nam. Ông là một trong số ít tướng trên hành tinh được nhân loại ca ngợi với đủ nhân cách, tài năng, đức độ ngay khi còn sống. Tháng 8 năm 1992, ghi nhận và đánh giá công lao, nhà nước Việt Nam tặng phần thưởng cao quý nhất cho đại tướng Võ Nguyên Giáp, Huân chương sao vàng. Cách đây 20 năm, nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên tờ người quan sát hai tác giả Budazen và F. Kavi, Zolio li hết lời ca ngợi và nhận thức, Điện Biên Phủ là một trong những trận giao chiến đã làm thay đổi số phận thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ không tách rời sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là linh hồn của trận đánh mang tính quyết định này. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.